Chính phủ Quebec của Canada vừa đưa ra những cái điều kiện mới của cái chương trình Quebec Investor Program. Thì cái chương trình mới của năm 2024 này nó sẽ bắt đầu từ tháng Giêng. Và như vậy trong 2 tháng nữa thôi thì chúng ta đã có thể nộp đơn theo cái chương trình này hay chưa? Cái điều kiện của nó là gì? Nice. Thứ nhất là chương trình của chính phủ Quebec vừa mới đưa ra sẽ yêu cầu chúng ta có ít nhất là trình độ trung học, rất là dễ cho hầu hết những người Việt Nam. Và anh chị phải có 2 năm trong việc quản lý, có thể là chúng ta quản lý doanh nghiệp hoặc là chúng ta nắm giữ một cái chức vụ quản lý trong một công ty nào đó. Đối với cái yêu cầu mà đầu tư tài chính đợt này năm 2024 thì chính phủ Quebec đưa ra một cái yêu cầu rất là mới và chúng ta chưa thấy bao giờ, nhưng mà nó lại tương tự với những cái chương trình ở bên châu Âu, đó là các nhà đầu tư phải cống hiến cái số tiền là 200.000 đô la Canada, tức là phải mất luôn cái số tiền này cho chính phủ, và ngoài ra còn phải đầu tư thêm 1.000.000 vào trái phiếu của chính phủ. Rõ ràng là cái chi phí để thực hiện cái chương trình nó đã gia tăng, và những ai đã không bắt kịp cái chuyến tàu năm 2019 thì hiện nay đã phải mua một cái vé rất là đắt hơn nhiều để đi theo cái chuyến tàu mới này. Tuy nhiên, cái điều kiện cuối cùng sẽ làm cho 99% nhà đầu tư Việt Nam không thực hiện cái chương trình này được, đó chính là yêu cầu về trình độ pháp ngữ. Người muốn thực hiện chương trình này phải có trình độ pháp ngữ ít nhất là trung cấp. Và theo thống kê hiện nay thì chỉ có khoảng 600.000 người Việt Nam đang nói tiếng Pháp. Như vậy là sẽ hầu hết tất cả các nhà đầu tư của chúng ta sẽ không thỏa mãn được cái điều kiện của chương trình này. Cho nên mọi người cũng rất là cân nhắc khi mà một cái chương trình định cư của các chính phủ, các nước tiên tiến mà họ đưa ra thì chúng ta nếu có khả năng thì chúng ta nên tham gia ngay lập tức. Tránh trường hợp là điều kiện của chương trình thay đổi thì sẽ dẫn đến việc là chúng ta không thể đáp ứng được những cái điều kiện của chương trình đó nữa.